trai theo người Công giáo của mình như thế nào là cho đúng thưa cha? Chắc có lẽ tôi khởi đi từ chính những gì quy định căn bản nhất của giáo luật. Yeah. Thì chúng ta sẽ nắm rõ được những gì giáo hội quy định, rồi những gì mình sống theo cái quy định đó thì nó có được đúng chưa, và có thể có được phép du di như thế nào không. Yeah. Trong những hoàn cảnh không ăn chay được thì sao, vân vân. Yeah, yeah. Có thể nó sẽ liên quan như vậy. Trước hết về cái tuổi ăn chay đó, chúng ta biết giáo luật quy định ở điều 1252 của Bộ Giáo luật hiện hành, thì tuổi ăn chay đó là từ 18 tuổi trọn, từ 18 tuổi trọn cho đến hết 59 tuổi, tức là bước vào tuổi 60 thì khỏi ăn chay. Mà là 18 tuổi trọn nha. Tôi sinh ngày 23 tháng 9 năm 2016 thì phải 23 tháng 9 2017 tôi mới đủ 1 tuổi trọn. Theo luật là hiểu tuổi trọn, hiểu là từ 18, nếu nói cho nó ngắn gọn là từ 18 tới 60. Yeah. Đó là tuổi ăn chay. Nhưng mà tuổi kiêng thịt thì lại khác. Giáo hội quy định rất rõ, cái tuổi ăn chay là một chuyện, tuổi kiêng thịt là một chuyện khác. Tuổi kiêng thịt thì điều 1215 quy định những người đủ 14 tuổi trọn phải kiêng thịt, mà lại không nói là kiêng thịt cho đến mấy tuổi, chỉ nói là 14 tuổi trọn phải kiêng thịt. Thì ta có thể hiểu là như vậy thì kiêng thịt suốt đời. Yeah. Giữ cái luật kiêng thịt suốt đời. Nhưng mà nếu vậy thì làm sao đây? Thực ra một năm giáo hội quy định cho tới ngày hôm nay nó ít lắm, không có mấy ngày cả. Ví dụ như bây giờ mình nói một cách chung chung thì giáo hội chọn ngày thứ sáu làm cái ngày gọi là ngày đền tội cho giáo hội Hoàn Vũ theo giáo luật 1250, chọn ngày thứ sáu, tức là cái ngày thứ sáu thì không phải ăn chay nhưng mà kiêng thịt để tỏ lòng sám hối, rồi một đi vào thông hiệp với mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu ngày thứ sáu. Nhưng mà chúng ta biết mà gọi là luật ăn chay mà ngặt đó, thì bây giờ chỉ còn có 2 ngày thôi, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Đấy, chỉ có 2 ngày. Đối với giáo hội Việt Nam thì chúng ta biết là ở Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991 thì Hội đồng Giám mục quy định là cái việc kiêng thịt của ngày thứ sáu trong năm đó có thể được thay đổi hay là có thể được thay thế bằng một cái việc làm khác. Hôm nay nhà có đám cưới mà không chọn nghề nào khác được mà kiêng thịt thì bắt họ làm chay thì sao làm? Yeah. Thì thôi cứ ăn thịt đi. Yeah. Thì tối về để đọc 50 kinh bổ. Thế thì đấy. Yeah. Là một cái việc có thể làm lại, hay là để chia sẻ cho một người nghèo một cái tinh. Yeah. Thần bác ái, có thể thay thế cái việc chay tịnh là cái việc kiêng thịt ngày thứ sáu. Nhưng mà nếu mà chúng ta mở ra một chút, chẳng hạn đối với ở bên Hoa Kỳ đó thì cái luật này nó rộng lắm. Nó rộng. Yeah. Lắm, nó thoáng lắm. Chẳng hạn như Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ quy định là giáo dân không phải kiêng thịt các ngày thứ sáu trong năm. À, thoáng như vậy. Họ chỉ buộc kiêng thịt thứ tư lễ tro, bắt buộc thứ tư lễ tro ăn chay, bắt buộc kiêng thịt rồi, và kiêng thịt các ngày thứ sáu của mùa chay thôi. Wow. Các ngày thứ sáu của mùa chay thôi. Và chúng ta thấy, tôi đọc thấy cái điều này ở trong cái tờ báo North Texas Catholic tháng 2, ngày 24 tháng 2 năm 95. Thì cái thông tin chúng ta thấy là đối với Hội đồng Giám mục Giáo đồng Hội đồng Mỹ đó thì nó khá rộng, khá thoáng. Và cũng chính Hội đồng Giám mục Mỹ quy định là người giáo dân khi mà kẹt cái việc gì đó, đó thì không cần phải đến xin Đức Cha hay là xin Cha xứ chuẩn cho con cái việc ăn chay. Hôm nay kẹt mà hoàn cảnh không được thì anh có thể nói một cách là anh có thể quyền tự chuẩn cho mình. Yeah. Tôi tự chuẩn cho tôi hôm nay tôi không phải ăn chay kiêng thịt. Và tôi với Hội Giám mục khuyên là chọn một cái ngày khác bù vào và tham dự thánh lễ. Như vậy là rất là thoáng về cái tinh thần. Tôi vẫn nhắc lại ở đây là cái tinh thần chay tịnh hơn là sống cái chữ đen. À, hãy xé lòng chứ đừng xé áo các người. Dạ. Xé lòng chứ đừng xé áo. Hỏi vậy thì các bạn hỏi tôi là ăn chay thế nào cho đúng. Thì ở đây theo luật dạy, nếu mà ăn chay cho đúng thì cứ đủ 18 tuổi cho đến 60 tuổi. Bạn chưa đủ 18 tuổi thì ăn chay chưa đúng đâu. Dạ, vâng. Nói như vậy không có nghĩa là ta không thể ăn chay sớm hơn. Dạ. Ngay cả những trẻ em chưa tới 14 tuổi thì cũng tập cho các em một chút tinh thần từ bỏ và một chút cái tinh thần gọi là giữ chay hoặc kiêng thịt để giáo dục đời sống đức tin. Thì dạ, cái đó nó cũng quý. Dạ, còn vâng, đúng thì cứ giữ thành những gì của giáo luật. Đối với người Công giáo, chay tịnh là một trong ba hành vi được khuyên làm nhiều nhất trong đạo. Cùng với chay tịnh đó là cầu nguyện và bố thí.
Các Kitô hữu giữ chay để biểu lộ lòng sám hối, ăn năn, tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Chính vì thế, việc chay tịnh bao gồm nhịn ăn và kiêng ăn, mà chúng ta có thói quen gọi là ăn chay và kiêng thịt. Việc nhịn ăn, nghĩa là ăn chay, thì trong ngày chay chỉ được ăn một bữa no, chọn bữa nào cũng được. Còn những bữa khác thì chỉ được ăn một chút ít để bụng còn đói. Trong ngày chay thì không được phép ăn vặt như ăn bánh, kẹo. Còn việc ăn kiêng, kiêng thịt thì cấm các loài thịt có máu nóng như heo, bò, gà, vịt, bao gồm thịt và tất cả những thứ khác như tim, gan, lòng. Được ăn cá và loài có máu lạnh như ếch, rùa, sò, tôm, cua. Ngày kiêng thịt cũng được phép dùng trứng và các sản phẩm từ sữa, bơ và phô mai. Qua việc chay tịnh, con người nhìn nhận mình lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chay tịnh không đơn giản chỉ là nhịn một miếng ăn vào ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu tuần thánh, rồi thứ tư lễ trò, không đơn giản chỉ là như thế. Mà chay tịnh có nghĩa là mình chấp nhận nhịn đi một thói quen, nhịn một thú vui, nhịn một điều gì đó mà mình có quyền hưởng, nhưng mà mình chấp nhận hy sinh và từ bỏ. Đấy, anh ấy hiểu chay tịnh theo nghĩa đó, theo nghĩa rộng và rất là tốt. Và đó là cách để chúng ta sống tinh thần mùa chay. Thì nếu mà làm được thì tốt thôi, chứ còn bảo là luật cấm thì không có. Cho nên sống chay tịnh không có theo nghĩa là giữ lề luật theo kiểu mặt chữ, mà là trong tinh thần. Có lần đó, tôi đọc ở đâu đó câu chuyện có vẻ Tiếu Lâm và ông cha ông ấy đi sức dầu cho bệnh nhân, trời tối rồi, thế ở trên cây nhảy xuống một bóng người dí dao vào cổ. Thế ông nói vào, tôi đâu có tiền bạc gì đâu, tôi đi tôi sức dầu cho bệnh nhân, anh thông cảm. Thế ông là linh mục à? Vâng, tôi là linh mục. Thế con xin lỗi cha. Hóa ra cũng là công giáo à? Thế ông cha ông ấy thấy vui vẻ, ông ấy móc túi, ông bảo tôi có gói thuốc lá đây, mời anh điếu. Và dạ cảm ơn cha, đang mùa chay, con ăn chay, không có hút thuốc. Ông giữ chay kỹ như vậy đó, không hút thuốc. Mà ông dí dao vào cổ người ta thì được. Tôi từng nói với các anh chị nhiều lần, tôn giáo nào cũng có ăn chay hết á. Mà nếu so sánh với các tôn giáo bạn ấy, thì chúng ta là hạng bét, đúng không? Người Phật giáo ta ăn chay trường cơ mà. Người Hồi giáo thì làm sao? Người ta cả một tháng Ramadan, mình mỗi năm đúng 2 ngày, mỗi năm có 2 ngày, mà lâu lâu mới có một lần, cho nên là dễ quên lắm. Thường thì nghĩa là cũng hết tô này đến tô kia, là đến cuối ngày mới nhớ là hôm nay là thứ sáu tuần thánh. Mà dù có nhớ đi nữa đó, thì cái cách ăn chay của mình về mặt vật chất đó, nó cũng chả tới đâu. Buổi sáng thì cũng gọi là sơ sơ mà, chứ có nhịn hẳn đâu. Đến buổi trưa thì thoải mái, đến buổi tối thì cũng lại vào lót dạ. Còn người ta thì sao? Mình phải nhớ là đất nước của Chúa Giêsu và anh em Hồi giáo ở cái vùng Trung Đông, nó là vùng sa mạc. Nước là quan trọng hết sức. Vậy mà người ta ăn chay là người ta không những nhịn ăn mà nhịn cả uống luôn. Vậy đó. Từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối.
Và ta đọc ở trong sách Tin Mừng thì thấy mấy người đạo đức người ta bảo một tuần người ta ăn chay 2 lần chứ không phải 1 năm. Cho nên nguyên về cái mặt mà thực hành ăn chay về phương diện vật chất thôi đó thì mình đã thua rất xa rồi. Nhưng điều quan trọng Chúa Giêsu nhấn mạnh cũng như là tiên tri Isaiah nhấn mạnh nó không phải ở cái mặt đó. Mà trước hết nó ở chiều kích nội tâm. Để bắt đầu từ trong tâm hồn. Mà cái điều Chúa Giêsu nhấn mạnh với chúng ta đấy, chiều kích nội tâm. Cho nên nghe rất lạ cái câu mà Chúa nói, khi các con ăn chay thì phải sức nước hoa cơ mà. Chải đầu cho láng để không ai biết là con ăn chay. Chỉ có một mình Thiên Chúa đấng ngự nơi bí ẩn biết con ăn chay thôi. Nhấn mạnh với tâm hồn. Chứ không phải là những việc ở bên ngoài. Thì ở đây Isaiah cũng nói vậy. Các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Ăn chay thế thì ăn thua gì? Vậy thì đâu là cái cách ăn chay mà tiên tri Isaiah nhấn mạnh? Chúng ta đọc tiếp ở cái câu thứ 6. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Và dừng đó là đủ. Giờ đọc hai cái câu này nè, các anh chị có nhớ đến dụ ngôn ở trong Tin Mừng Matthew chương 25 về ngày phán xét chung không? Lúc đó Chúa phân biệt ra một bên là chiên, một bên là dê đó. Dụ ngôn ngày phán xét chung đấy. Và những người mà được Chúa chúc phúc đó, thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Và con có thấy Chúa đói bao giờ đâu mà con cho ăn, thấy Chúa khát bao giờ đâu mà cho uống. Thế chúng ta liên tưởng đến cái dụ ngôn đó, thấy rất gần gũi với những gì mình đọc ở đây. Thế ăn chay đó, nó gắn liền với công việc bác ái, phục vụ, chia sẻ, nâng đỡ những người đang có nhu cầu. Cho nên các anh chị để ý mà xem, trong mùa chay đó có 3 công việc đạo đức truyền thống mà giáo hội luôn luôn nhấn mạnh cùng một lúc chứ không chỉ nói một cái. 3 việc đó là gì? Cầu nguyện này, ăn chay này, làm việc bác ái. Chứ còn bây giờ ăn chay chẳng hạn như mình bảo mỗi tuần mình ăn chay 1 lần, cái ngày đó thay vì mình tiêu 100 ngàn mình tiêu có 50 thôi, xong rồi 50 đó mình để dành hết cái tuần ăn chay, cái là đem 50 đó ra xài. Thế đi đâu cũng vào đấy thôi, chẳng ăn lúc này thì ăn lúc khác. Nhưng chính là nó phải gắn với việc bác ái chứ. Cái 50 mà mình dành ra đó không phải để cho mình nữa, mà là để chia sẻ cho những anh chị em có nhu cầu cần được giúp đỡ. Cho nên việc ăn chay với người Công giáo cho đúng nghĩa ra, từ nãy đến giờ tôi nói có 2 điều thôi. Thứ nhất đó, là nội tâm. Phải phát xuất từ trong tâm hồn, chứ không phải chỉ việc ở bên ngoài.
Và thứ hai, đó là cách để chúng ta sống mầu nhiệm thánh giá. Cái mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu. Bằng cách cụ thể mình quên đi cái nhu cầu đó, mình giảm bớt cái nhu cầu kia, mình tham dự vào mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thánh giá cũng là mầu nhiệm của tình yêu, của bác ái đấy.